Mến chào quý vị và các bạn. Em xin tiếp tục tái hiện lại cách pha mắm mực của nhà em cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Thì đây là một món best seller của quê hương em Bình Định. Đây, món mắm mực nguyên chất Bình Định nha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ là cái nguyên liệu đầu tiên không thể thiếu, đó chính là ớt xay nha mọi người. Đó, ớt xay. Rồi, tới gì? Tỏi xay. Tỏi nha các bạn. Và tiếp tục đó là gừng, đường phổi, hành tím bỏ vô mắm rất là ngon các bạn. Cho nên là nhà mình rất là thích bỏ cái hành tím này vào, nó chín đó. Thơm xay nha các bạn. Wow. Thơm càng nhiều thì cái mắm của mình, mắm mực, cái con mực của mình nó sẽ chua chua ngọt ngọt, nó sẽ đỡ mặn hơn nha các bạn ơi. Rồi, nguyên liệu không thể thiếu đó nữa là cam nha các bạn. Đó, thêm cam vô để mình có thể chấm bánh xèo hoặc là ăn bún đồ thì rất là ngon nha mọi người nha. Đó. Mắm mực nha các bạn. Mắm mực có trong ngân hàng của tụi cô ba. Đó. Đấy, chị bấm phải. Oh. Rồi, mình có thể nặn thêm một trái cam, nửa trái cam nữa để cho cái mắm mực của mình nó thêm đỡ mặn nha mọi người. Mình đã nặn thêm chanh mà quên bấm quay. Bây giờ mình trộn lên nha các bạn ơi. Từ từ để trộn đã. Đó, trộn lên. Wow. Rồi, các cô chú anh chị nha. Bánh xèo, tiếp tục món bánh xèo. Ở bên trong có mực nha các cô chú anh chị. Và ở bên ngoài mình cũng chơi con mực luôn. Đó, bên trong là có con mực rồi, ở bên ngoài là một con mắm mực. Rồi, mời cô chú anh chị nha. Wow. Chấm nước nè, chấm nước trước. Đó. Rồi, demo thêm cái ớt nữa nè. Mời. Và ở bên ngoài cũng tiếp tục một con mực. Đây là một món ăn đặc biệt luôn nha các bạn ơi. Một món đặc biệt. Trời ơi. Đó, chấm nước mắm mực các bạn. Nước mắm mực rất là ngon. Để mình có thể chấm này rồi mình ăn bún đồ là cực kỳ ngon nha các bạn ơi. Đó, con mực như thế này. Hành tím đó, hành tím, hành tím ngâm trong mắm rất là ngon nha các bạn. Rồi, mời các cô chú anh chị nha. Mời. Mm-hmm.